cho anh em. Kế bên mình đây là 4 mẫu xe, 3 chiếc Naked Bike và 1 chiếc Touring, đến từ một hãng xe của Trung Quốc là CF Moto. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua 4 chiếc xe này để xem có gì đặc biệt. CF Moto là một hãng xe đến từ Trung Quốc và là đối tác của hãng xe KTM. Thì cái hãng CF Moto này cũng là đơn vị lắp ráp những chiếc xe của KTM được phân phối tại Trung Quốc, như là mẫu Đúc 200 và mẫu Đúc 390. Rồi, đây là mẫu xe lớn nhất trong cái số xe đã về Việt Nam. Thì tên của nó là CF650MT. Đó là một chiếc Adventure. Chiếc này có giá là 187 triệu đồng. Đây là cái mẫu thường thôi nha anh em. Còn cái phiên bản đặc biệt nó có giá là 190 triệu đồng. Tiếp đến là cái mẫu CF650NK. Thì cái chiếc này có giá là 165 triệu đồng. Thì đây là cái bản đặc biệt, đây là cái màu đặc biệt anh em, có màu xanh rồi màu bạc. Còn cái bản thường của nó là bản màu đen, có giá là 162 triệu đồng. Rồi, tiếp tục đó là mẫu CF400NK. Thì mẫu này nó có giá là 135 triệu đồng, cũng là phiên bản đặc biệt, bản thường là 132 triệu đồng. Và cuối cùng người em út của mình đó là chiếc CF250NK. Thì chiếc xe này ở thị trường Việt Nam có giá là 115 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt và 112 triệu đồng cho phiên bản thường của mình. Thì hiện nay cái đơn vị đã phân phối những cái mẫu xe của CF Moto đó chính là Saigon Smart Beat Việt Nam. Và hiện giờ đang có những một số cái ưu đãi cho anh em khi mà mua những cái dòng xe này. Với cái chiếc 3 chiếc Naked Bike 250, 400 và 650NK, thì với 5 khách hàng đầu tiên anh em sẽ được miễn phí tất cả các thuế, coi như là cái giá bán cũng là cái giá lăn bánh luôn. Ví dụ như chiếc này 115 triệu thì anh em bỏ 115 triệu ra và đã có biển số luôn. Quá đã đúng không anh em? Còn cái chiếc mà Adventure phía sau kia thì không có cái ưu đãi gì hết. Thì khi mà anh em mua, nếu mà mình nhớ làm ra giấy là khoảng hơn 200 triệu một xíu. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ với anh em về cái chiếc CF250NK. Thì cái mẫu xe này nếu như anh em để một chút nhìn cái tổng thể của nó thì sẽ gần giống như là cái mẫu KTM 390 đút, với cái dạng thiết kế đầu đèn là cái dạng đa giác với lại cái khung sườn như anh em thấy ở đây. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về cái phần đèn. Thì ở trên chiếc 250NK này, toàn bộ đèn của xe là đèn full LED. Bây giờ mình sẽ mở đèn lên cho anh em coi thử. Thì cái cách sắp xếp của cái bộ đèn phía trước này nó cũng giống như ở trên chiếc Đút 390, là đèn đa giác và xi nhan sẽ nằm ở phía trên. Ở cốp đèn trước này nó có một cái đèn sáng daylight ở chính giữa như đây. Nó chia cái phần đèn ra làm hai phần nhìn rất là ngầu. Còn đèn phía trong là sử dụng đèn LED. Còn trên đây là đèn xi nhan. Phục thì được sử dụng là phục upside down. Bởi vì đây là bản đặc biệt nên mâm nó cũng có cái màu xanh, nhưng mình thấy là cái độ hoàn thiện cũng chưa có đẹp mắt cho lắm. Còn hệ thống phanh thì ở trên chiếc xe này là cả phanh trước lẫn phanh sau đều được sử dụng ABS. Còn về cái bảng đồng hồ thì xe được trang bị cái bảng đồng hồ TFT màu. Bây giờ mình sẽ mở lên cho anh em xem. Đó. Đây, CF Moto. Thì đây là giao diện của các bảng đồng hồ, nó báo cho anh em biết là nhiệt độ nè, rồi cái tốc độ anh em chạy bao nhiêu, vòng tua, số vôn, rồi cũng như là cái mức xăng. Và trên chiếc xe này nó có hai mode chạy. Thì cái bảng đồng hồ này hai mode chạy nó tương ứng với lại hai cái giao diện đồng hồ. Thì đây là cái giao diện Brand Mode, còn cái giao diện đồng hồ ở cái này là giao diện Sport. Chiếc CF250NK này được trang bị động cơ một xi lanh có dung tích là 249,2cc, đi cùng với đó là cái hộp số con tay 6 cấp. Thì hiện giờ bên CF Moto vẫn chưa có cái thông số chính thức cho chiếc 250NK này, thì mình sẽ hẹn lại cái thông số này vào cái bài trên tay chi tiết hơn. Cái một cái mà khác với lại những cái mẫu xe khác của mình là cái chiếc 400NK và 650NK, đó chính là cái dè chắn bùn ở đây. Thì cái dè chắn bùn ở trên chiếc xe này được đặt lệch về một phía và cái biển số sẽ nằm dưới này. Còn đây là cái xi nhan. Thì cái thiết kế như thế này làm cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn và nó năng động hơn. Tiếp đến là mình sẽ chia sẻ về chiếc CF400NK. Thì đây, như anh em thấy, chiếc 400NK. Và đây cũng là cái màu đặc biệt. Thì cái màu đặc biệt này, như mình đã nói là nó có giá là 135 triệu đồng. Trên cái phiên bản này không được trang bị cái phuộc upside down bắt mắt như là cái chiếc 250 cũng như là cái bảng đồng hồ. Tuy nhiên thì trên cái chiếc 400NK này đã được trang bị cái hệ thống phanh đĩa đôi và cũng có ABS. Đầu đèn vẫn sử dụng cái hình giống như là cái chiếc 250NK, tuy nhiên nó không có cái dải đèn daylight ở giữa. Thì mình mở đèn cho anh em xem. Thì cái dải đèn daylight đây nó sẽ nằm ở phía dưới này, sẽ là 6 cái bóng LED. Tuy nhiên là cái đèn ở phía trong vẫn là sử dụng cái đèn halogen. Rồi, hai cái xi nhan LED nằm ở phía trên. Cũng như là mình nói là cái bảng đồng hồ trên chiếc 400NK này không được trang bị đồng hồ TFT giống như là chiếc 250NK.
thì nó chỉ là cái đồng hồ LCD bình thường thôi. Giờ mình sẽ mở lên cho anh em xem. Đó, thì chiếc xe này nó cũng có hai mốt chạy, tuy nhiên là hai mốt chạy nó chỉ hiện qua ở hai cái icon nhỏ trong này. Đấy, mình sẽ đổi mốt chạy là Range và cái chế độ Sport, chứ không có thay đổi cái giao diện như là cái bản đồng hồ kia. Chiếc CF400NK này được trang bị động cơ DOHC 2 xi lanh có dung tích là 400.4cc và đi cùng với đó là hộp số côn tay 6 cấp. Nếu như mình nói, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái động cơ này ở trong cái bài trên tay chi tiết. Ở cái phần đuôi xe, cái phần người ngồi sau ở trên chiếc 400NK này cũng không có cái phần hốc gió như là ở trên chiếc 250NK. Đây là cái phần đuôi, hiểu phần đuôi này giống như những mẫu xe khác. Đó, cái phần đuôi kéo dài ra. Đây là vị trí gắn biển số, phần đèn hậu LED cũng như là hai cái xi nhan LED ở phía dưới này. Ok, mình sẽ tiếp tục đi tới cái mẫu xe thứ ba, đó là chiếc CF650NK. Tiếp đến là cái chiếc CF650NK. Thì cái chiếc xe này nhìn chung cơ bản thì nó giống như là chiếc 400NK. Nó chỉ thay đổi ở một số chi tiết như là cái phần đầu xe nè. Đó, rồi nó bự hơn, nhìn nó hầm hố hơn một chút. Về cái phần đầu xe thì nó giờ hình dạng của nó giống như là chiếc 400NK. Tuy nhiên, cái hệ thống đèn đã được thay đổi thành cái đèn 2 tầng. Ở phía trên là đèn LED, còn ở phía dưới là bi cầu. Để cho mình mở cho anh em xem. Đó, phía dưới là bi cầu. Rồi, xi nhan thì cũng đặt ở cái vị trí giống như là ở trên chiếc 400NK người anh em của mình. Phuộc vẫn là phuộc ống lồng đôi chứ không được trang bị cái phuộc upside down. Phanh đĩa vẫn là phanh đĩa đôi và được trang bị ABS cả hai cân trước và sau. CF650NK được trang bị khối động cơ DOHC 2 xi lanh thẳng hàng, dung tích là 649.3cc và được làm mát bằng dung dịch và đi kèm với đó là hộp số 6 cấp. Động cơ này cho cái công suất tối đa là hơn 61 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 62 Nm tại vòng tua 7.000 vòng trên phút. Cái bảng đồng hồ ở trên con CF650NK này cũng giống như cái chiếc 400NK anh em của mình. Để mình mở lên. Rồi, thấy không? Cơ bản là nó giống y hệt chiếc kia, cũng có hai mốt chạy. Đó chính là Range và Sport. Đó. Và một cái đặc biệt ở trên chiếc xe này đó chính là nó có công tắc bật tắt đèn. Nhìn em đây, đó, làm công nút cứng luôn, bật tắt đèn. Còn từ phía sau đuôi mình nhìn tới, cái dè biển số cũng như là cái đèn xi nhan này kia thì nó cũng giống như là cái dòng CF400NK. Và cuối cùng đó chính là mẫu xe Adventure, cũng là mẫu xe to nhất của dòng CF Moto lần này. Thì cái mẫu xe này có giá là 187 triệu như là mình đã nói. Cái 187 triệu ở đây là anh em có những gì? Anh em sẽ có luôn cái dàn khung sườn bảo vệ ở đây, kính chắn gió. Và cái đặc biệt là cái giá đó đã bao gồm luôn hai cái thùng ở phía sau như anh em thấy ở đây. Là hai cái thùng này theo cá nhân mình cảm thấy nó khá là đẹp và cũng rất là cứng cáp. Đầu tiên mình chia sẻ một chút về cái phần đầu xe. Thì đây là cái kiếng chắn gió. Thì cái kiếng chắn gió này anh em cũng có thể điều chỉnh lên được độ cao thấp bằng hai cái xoay ở đây. Anh em xoay và anh em đẩy lên đẩy xuống. Và phía hai bên đây nó cũng có thêm hai cái miếng ốp nhựa ở hai bên. Rồi, cái mà mình thích nhất ở trên cái mẫu xe Adventure này đó chính là cái hệ thống đèn trước. Như anh em thấy, nhìn nó rất là ngầu. Cái kiểu như những cái con mà khổng lồ một mắt á. Mình coi hình nào á, mình cũng không nhớ nữa. Thì ở phía dưới nó là một cái bi cầu và phía dưới là cái hệ thống đèn LED. Và hai bên là đèn định vị. Để mình mở lên cho anh em xem nè. Đó, hai cái đèn định vị được cắt ở hai bên nhìn rất là đẹp mắt. Ở dưới là cái phần khung sườn đây. Tiếp đến là cái phần dàn chân nè. Xe cũng được trang bị phanh đĩa đôi, cũng có ABS và cả trước lẫn sau. Nói chung là nhìn vào từ phía trước tới, chiếc xe này nhìn khá là hầm hố. Cái chiếc Adventure này được trang bị cái bảng đồng hồ khác với những người anh em khác của mình. Cái bảng đồng hồ được chia ra làm hai phần, một cái cụm tròn bên này và một cái vuông bên này. Trên chiếc này nó có báo cái số của anh em đang chạy nha. Cơ bản nó sẽ báo là số km tổng, rồi thời gian, mức xăng, vòng tua, cũng như là cái số tốc độ anh em đang đi. Và chiếc xe này cũng được trang bị hai chế độ, đó chính là chế độ Sport và chế độ Touring. Chiếc CF650MT này được trang bị động cơ DOHC 2 xi lanh thẳng hàng 4 thì có dung tích là 649cc và trang bị theo đó là cái hộp số côn tay 6 cấp. Ở trên chiếc Adventure này, cái phần đuôi xe thì nó khác biệt hơn so với dòng nát kịp một chút, như là cái dè chắn bùn phía sau nó ngắn hơn, cũng như là xung quanh được gắn một cái dàn khung để gắn hai cái thùng. Vừa rồi là mình mới chia sẻ cho anh em sơ qua về 4 chiếc xe, 3 chiếc Naked Bike và 1 chiếc Adventure của CF Moto. Thì sắp tới đây có thể là mình sẽ làm trên đây chi tiết những mẫu xe này hơn. Rồi, bây giờ cảm ơn và xin chào anh em.